Chào quý vị và các bạn, thì hôm nay qua clip này công ty View Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng máy khuấy sơn dùng điện của hãng Sito có công suất là 2.800W và cái dùng điện 220V với cái số vòng là 350 đến 930 vòng trên phút. Thì ở đây nó sẽ có một cái nút để chúng ta có thể bấm để sử dụng này, và bên này nó sẽ có là 6 cái cấp độ ha, 6 cái cấp độ. Giờ tôi sẽ test thử từng cái cấp độ cho các bạn coi. Đầu tiên là tôi để là cấp độ 1 ha, cấp độ 1. Đó, nó quay từ từ, dùng cho các cái loại mà cái chất lỏng mà nó không quá đặc thì chúng ta có thể chỉnh lên cấp độ 2. Tiếp nữa chúng ta có thể chỉnh lên cấp độ 3. Cũng là khá mạnh rồi ha. Tiếp nữa tôi sẽ chỉnh lên cấp độ số 4. Giờ là cấp độ số 5. Tiếp nữa tôi chỉnh cấp độ cao nhất là cấp độ số 6. Trên đây công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng máy khuấy sơn dùng điện. Ngoài ra thì công ty View Việt chúng tôi còn cung cấp các loại máy khuấy sơn dùng hơi, nồi trộn, bơm sơn, cây khuấy sơn. Thì để ủng hộ kênh nhận được các clip mới nhất, quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công. Công ty View Việt chúng tôi thì cung cấp xỉ lẻ trên toàn quốc. Thì quý khách có thể là liên hệ qua cái số hotline trên clip này, hoặc là truy cập website trên clip này luôn, để chúng ta có thể là tham khảo thêm nhiều sản phẩm mới. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công. Đừng quên đăng ký like, share, subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.